Chào các bạn, đây là cái cây lá nhíp này. Cái cây nhỏ nó mọc từ cái cây chính bằng cái đầu ngón tay ở phía trong đây này. Đây là lá non của nó. Cây này nó mọc ngay cạnh một cái cây gỗ lớn này ở trong rừng cây này. Đấy. Cây nó bằng ngón tay thôi nhưng mà nó khá là cao. Cao hơn cả đầu mình rồi. À, cao đi mọc ngay cạnh cái cây gỗ này à, lâu năm rồi nên là đầy rêu. Khu này cũng có khá là nhiều cây lá nhíp này. Cây lá nhíp này người ta hái cái lá non đấy để người ta nấu canh ăn được ạ. Vì vậy là chúng ta mà không biết rõ thì tốt nhất là chúng ta không nên hái, phải có những người có kinh nghiệm người ta đi người ta mới hái được ạ. Đó, phía dưới có cả cây cây me nhỏ. Và đây là cái cây lá nhíp ở trong vườn người ta trồng này. Người ta lấy hạt từ rừng về người ta trồng này. À, có chăm sóc nên là nó ra khá là nhiều lá non này. Cho trồng để lấy lá non này để nấu canh ăn đấy. Cái lá non của nó ban đầu nó có màu hơi đỏ đỏ một tí này, sau đó nó chuyển sang vàng vàng rồi chuyển sang màu xanh ấy, khi mà nó già nó chuyển thành màu xanh. Vậy thôi, đây là mình giới thiệu về cây lá díp. Xin chào các bạn nha.